Rồi ok này, chào tất cả các chị gái, mình đang có mặt trong số livestream ngày hôm nay của bên em này. Đầu tiên chị gái nào mình đang tham gia livestream ngày hôm nay, nhanh chóng để lại cho em dấu chấm tương tác để em có thể chào hỏi tất cả các chị gái. Sau đó bên em sẽ quay ra phổ biến luật chơi mini game ngày hôm nay được không ạ? Ngày hôm nay bên em có một cái chương trình gọi nhỉ? Chương trình mini game nho nhỏ đoán câu hỏi. Chị gái nào ngày hôm nay cứ có câu trả lời đúng và chia sẻ đủ buổi live ngày hôm nay, các chị gái mình sẽ có cơ hội nhận luôn, nhận ngay và nhận liền một set váy nhen năm mặc gồm một áo sơ mi và một chân váy dáng xòe các chị gái nhỉ? Với cái giá là bao nhiêu tiền ạ? 0 đồng và bên em free ship đến tận nhà luôn, miễn ship toàn quốc luôn các chị gái nhỉ? Điều kiện đó chính là gì ạ? Chỉ cần có câu trả lời đúng kèm cho em 10 lượt chia sẻ thôi. Và câu hỏi ngày hôm nay của bên em chơi cũng rất là đơn giản thôi, để các chị gái mình lẹ coi như là kiểu dạng nhà trúng quà nhanh để bên em có thể tặng quà nhanh được không ạ? Ok này chị gái Mai Thị Kiều Anh em thấy này, đúng rồi, Thu Hương em thấy, La La Nguyễn em thấy, áo ngày hôm nay chị gái nào mình muốn mua luôn, giá chỉ có 99.000 đồng được các chị gái nhỉ? Có 99.000 có như là vài chục bạc một con áo sơ mi như nào mà thôi. Nhưng mà đầu tiên bên em chơi mini game đã, sau đó bên em quay ra bán hàng sau được không ạ? Ok này, em chào tất cả các chị gái mình luôn. Chị gái nào mình đang tham gia livestream ngày hôm nay, để lại dấu chấm để em chào hỏi mọi người nhá. Đúng rồi này, ok này, chị gái Hoa Nguyễn em thấy này. Đây đây các chị gái ơi, đây đợi em. Đúng rồi, đầu tiên ngày hôm nay chị gái nào mình có câu trả lời đúng là mình được tặng, được chưa nào? Đúng rồi, mình có câu trả lời đúng là mình được tặng con váy, con áo ngày hôm nay em xả chỉ có 99.000 đồng thôi. Đấy. Áo lụa ngày hôm nay em xả chỉ có 99.000 đồng, nhưng mà đầu tiên em sẽ tặng free những cái suất đầu tiên, bởi vì làm sao ạ? Bởi vì rẻ cho nên em tặng thoải mái luôn các chị ơi. Đúng rồi, rẻ cho nên tặng thoải mái. Chị nào mà ngày hôm nay mình muốn được tặng, mình comment cho em câu trả lời đúng vào đây, giơ cao lên em. Đấy, tiếp các chị là quả gì, nhắc đến là nhớ đến quê hương. Áo lụa ngày hôm nay chị nào không muốn chơi mini game ở lại là chim thì em xả mấy chục nghìn được thế nào? Đúng rồi, ok này, rất là nhiều, em thấy rất là nhiều chị gái mình đang tham gia livestream ngày hôm nay rồi. Ấy, cứ ngày hôm nay nhá, em nói luôn là áo bên em bán giá thật thì cũng chỉ có mấy chục nghìn thôi, cho nên bên em tặng thoải mái chị nhá. Áo rất là rẻ luôn, bởi vì sao? Bởi vì bên em buôn được. Cho nên ngày hôm nay chị gái nào mình cứ có câu trả lời đúng là bên em tặng được chứ nào. Cứ có câu trả lời đúng là bên em tặng một set nhen nam mặc luôn này. Ok này, rồi ok, quả khế ạ, rồi ok. Câu hỏi ngày hôm nay của bên em đó chính là gì nhở? Quả gì nhắc đến là nhớ quê hương các chị ơi? Ủa rồi, câu này dễ quá. Câu này dễ quá, chỉ cần khi mà chúng ta khơi gợi đến thôi là chúng ta sẽ nhớ đến luôn cái quê hương của mình sinh ra và lớn lên này. Đúng rồi chị gái Suy Chum em thấy này. Ok này, Thu Hương em thấy, các chị gái lưu ý cho em nhá. Ngày hôm nay tặng bất chấp luôn, cứ có câu trả lời đúng là tặng luôn các chị gái nhỉ. Không cần biết là chị gái nào mình trả lời trước hay trả lời sau, chỉ cần có câu trả lời đúng là tặng bất chấp luôn này. Đúng rồi, đấy, đúng rồi, béo u đầu lù tiên này. Các chị nghĩ câu trả lời là đúng gì rồi, thì comment vào đây cho em là như vậy các chị nhá. Quả gì nhắc đến là nhớ ngay đến quê hương? Ngày hôm nay chỉ những nói chung là ngày hôm nay chỉ cần các chị có câu trả lời đúng, đúng là rồi, các chị là bên em tặng các chị luôn cả cái set váy nem dung đang mặc đây các chị nhá, tặng free luôn đấy ạ. Đúng rồi, em sẽ tặng free nguyên một set nhen nam mặc gồm một áo sơ mi và một chân váy luôn chả nhở. Một set nguyên cây nhen nam mặc giá chỉ có bao nhiêu tiền ạ? 0 đồng và bên em miễn ship toàn quốc luôn. Chỉ cần các chị gái mình có câu trả lời đúng, bởi vì sao? Hiện tại bây giờ Face nó đang kiểu dạng như hạn chế rất là nhiều, cho nên bên em tặng banh nóc luôn các chả nhở, tặng banh nóc lấy lại tương tác này. Đúng rồi, ok này, quả khế em thấy rất là nhiều chị gái mình comment là quả khế rồi. Đầu tiên cứ nghĩ là câu trả lời gì thì comment, các chị gái mình comment 100, 1000 cái đáp án khác nhau vẫn vô tư đi. Chỉ cần có câu trả lời đúng là bên em tặng, không nói nhiều các chị nhỉ. Đấy, bên em tặng free để lấy lại lượt tương tác của các chị gái mình thôi. Đúng rồi, Huyền Nguyên em thấy rồi này, quả khế. Đúng rồi, các chị gái mình đang comment rất là nhiều là quả khế. Em sẽ gợi ý luôn các chị gái nhỉ. Em sẽ gợi ý luôn cho các chị gái này. Đáp án ngày hôm nay của bên em đó chính là gì ạ? Đáp án ngày hôm nay của bên em chính là gì? Gồm 2 từ các chị gái nhỉ. Ok, áo này em có bán. Áo này em có bán, tí nên sẽ quay ra bán, chỉ có vài chục nghìn thôi, ok cho em nào. Nhưng mà đầu tiên để tặng free một set nhen nam mặc, các chị gái mình vào comment câu trả lời đi. Rồi ok, cà pháo, rồi ok này, gì đây? Quả khế, đúng rồi, quả cà, quả gì nữa đây các chị gái ơi? Quả gì mà khi chúng ta nhắc đến thôi là chúng ta sẽ nhớ luôn về cái quê hương của mình nào? Đáp án ngày hôm nay của bên em chỉ có duy nhất 2 từ thôi các chị gái nhỉ. Đáp án ngày hôm nay của bên em chỉ có 2 từ thôi. Các chị gái mình đang comment rất là nhiều rồi. Và nhớ nhá, đừng quên chia sẻ buổi live ngày hôm nay để cho đông đảo người vào đây đoán đúng để bên em được có thể tặng quà các chị nhá. Rủ người thân, bạn bè, anh chị em của mình vào đây để đoán đáp án của bên em.
đoán đúng là bên em tặng liền các chị nhá. Ngày nay chỉ cần các chị trả lời đúng bên em tặng quà hết, nên các chị có thể tăng thêm bạn bè vào đây để cùng nhau được nhận quà các chị nhá. Chia sẻ buổi live này của bên em 2 lần lên trang cá nhân, 10 lần vào các hội nhóm để chế độ công khai, để tất cả mọi người có thể vào đây để tham gia cái mini game này các chị nhá. Đầu tiên nghĩ quả gì nhắc đến là nhớ quê hương nào. Phải đến 99% các chị đang comment là quả khế. Thì không biết là đáp án quả khế có đúng là đáp án của bên em ngày hôm nay. Đúng rồi nhá các chị gái ơi, lưu ý cho em này. Nhớ nhá, nhớ mọi người phải chia sẻ livestream cho em được chưa? Mỗi đáp án ở trong livestream ngày hôm nay, các chị gái mình đừng quên chia sẻ buổi live của bên em. Tối thiểu 2 lần về tường và 10 lần nội nhóm cho em này. Ok này, quả cao, dố kê khế ngọt, dố kê quả ca này. Lưu ý cho em nhá, trả lời đúng, chia sẻ buổi live ngày hôm nay của bên em tối thiểu vào 10 hội nhóm khác nhau, các chị gái mình sẽ được free luôn các chị nhá, tặng free luôn bên em, các chị gái sẽ không mất bất kỳ một khoản ship nào luôn. Ok chị gái, bé Trần này bên em hết chân bài ôm rồi chị gái ơi. Ok này, khế ngọt rồi, ok khế gì đây, à nhầm lại khế gì đây, đáp án ngày hôm nay của bên em là gì đây? Em sẽ gợi ý luôn để cho mọi người đi đúng hướng nhá. Em sẽ gợi ý luôn để cho mọi người đi đúng hướng cái đáp án ngày hôm nay của bên em này. Đáp án ngày hôm nay của bên em không phải là quả khế các chị gái nhá. Đáp án ngày hôm nay của bên em chưa phải là quả khế đâu. Cho nên các chị gái mình nhanh chóng comment những cái câu hỏi khác đi. Comment những cái câu hỏi khác đi cho em được chưa nào? Ok này, quả cà này, rồi ok quả khế. Quả gì đây mọi người ơi? Ok này, đúng rồi. Chân váy này tí em quay ra bán chỉ có vài chục nghìn luôn. Đúng rồi các chị ơi, ngày hôm nay em xả áo lụa toàn bộ chỉ có 99.000 đồng. Nhưng mà đầu tiên em chơi mini game để em tặng free để tăng tương tác được chưa nào? Ngày hôm nay chị gái nào mà mình có câu trả lời đúng, mình được tặng ngay một set, tặng free một set luôn. Tặng một set còn được tặng thêm cái tắc cài này cực kỳ là đẹp luôn. Nhưng mà đầu tiên ạ, đầu tiên chị gái nào mình có câu trả lời đúng mình được tặng luôn cho em được chưa nào? Đúng rồi này, ok này, em đang thấy rất là nhiều các chị gái mình đang có câu trả lời đúng rồi à, đang có câu trả lời của mình rồi. Nhưng mà em chưa để các chị gái mình quay ra chia sẻ buổi live ngày hôm nay đâu nào. Mỗi chị gái mình tham gia livestream ngày hôm nay, rủ bạn bè, rủ người thân, rủ anh chị em vào đây, tăng anh chị em vào đây để mình đoán đáp án ngày hôm nay. Bởi vì làm sao, ngày hôm nay mình nên tặng bất chấp cơ mà. Tặng bất chấp, chỉ cần có câu trả lời đúng là tặng luôn. Có câu trả lời đúng, chia sẻ đủ là tặng luôn. Không nói nhiều các chị nhá, bình thường phải chọn lọc 1-2 chị. Bình thường phải chọn lọc là chị này đoán trước, chị này đoán sau. Nhưng ngày hôm nay các chị nhá, ngày hôm nay là gì ạ? Tặng bất chấp luôn. Cứ có câu trả lời đúng, chia sẻ đủ là tặng bằng hết luôn. Ok chị nhá. Cực em sẽ gợi ý đầu tiên này, những đáp án nào liên quan đến quả khế này, khế ngọt, khế chua, các chị loại bỏ nhanh cho em đi nào. Tại vì đến 90% các chị đang comment theo chiều hướng là quả khế. Thế nhưng mà quả khế em loại luôn các chị nhá. Các chị nhanh chóng chuyển cho em sang câu trả lời khác đi nào. Quả gì nhắc đến là đúng nhớ rồi. Quê hương, chia sẻ 10 lần vào các hội nhóm để nhận ngay cái set váy như em Dung đang mặc, giá 0 đồng mà còn free ship tận nhà các chị nhá. Đúng rồi này, ok này, quả khế ngọt, rồi ok quả khế chua, rồi ok. Đáp án ngày hôm nay của bên em chỉ có duy nhất hai từ được các chị gái nhá. Đáp án ngày hôm nay của bên em chỉ có hai từ thôi. Hai từ mọi người nhá. Quả khế ngọt thì là 3 từ rồi. Chỉ có 2 từ thôi này. Dố kê chị gái Hà Ly, em đã thấy câu trả lời là quả khế này. Quả dừa của chị gái Cùng Phương này. Nhớ nhá mọi người, phải chia sẻ livestream cho em. Không chia sẻ livestream là bên em không tặng quà đâu, được chưa nào? Hôm nay bên em đã bất chấp rồi, tặng bất chấp cho tất cả các chị gái rồi. Cho nên các chị gái mình cũng chia sẻ bất chấp cho em đi. Có hội nhóm nào là mình chia sẻ hết cho em vào hội nhóm đó. 30-40 hội nhóm hoặc 5-6 hội nhóm cứ chia sẻ hết cho em đi. Tẹp con bọn này đi cho em được chưa? Ấy, chị gái nào mình đã chia sẻ rồi thì nhanh chóng vào đây comment cho em là gì ạ? Đáp án của mình và kèm cho em chữ đá chia sẻ để bên em có thể vào trang cá nhân kiểm tra tất cả các chị gái. Chị gái nào mình có câu trả lời đúng, chia sẻ đủ là bên em tặng nguyên một set luôn các chị gái nhá. Ok, chị thấy comment của ông chị gái Vi Huyền, em thấy tất cả các chị gái mình luôn cơ mà. Em thấy tất cả các chị gái mình luôn. An Hoàng đã chia sẻ livestream cho em ra. Thu Hương đã chia sẻ livestream cho em nào. Dù ok, Hằng Trần em sẽ vào luôn trang cá nhân kiểm tra đây. Chị gái nào mình cứ có chữ đá chia sẻ đằng sau cái câu trả lời của mình là bên em sẽ vào trang cá nhân kiểm tra này. Đúng rồi, Nguyễn Hòa chưa để chữ đá chia sẻ, Luật Lê chưa để chữ đá chia sẻ nào, Vịt Huyền chưa để chữ đá chia sẻ, các chị gái ơi, các chị gái mình phải quay ra chia sẻ livestream cho em nhá. Không chia sẻ bên em không tặng quà đâu. Để được tặng free một set này em đã bảo rồi, bên em đã tặng bất chấp rồi, không phải tặng có chọn lọc đâu. Ngày hôm nay tặng bất chấp để lấy lại tương tác của Fay. Nhưng mà để các chị gái mình được tặng free, các chị gái mình phải chia sẻ livestream cho em đi nào. Em
bán coi như là bán không đồng các chị gái nhá. Thì các chị gái mình cũng phải cho em một cái gì đó đi, đó là chia sẻ các chị gái nhá. Đúng rồi này, ok này, cà pháo, đúng rồi, các chị gái mình đang đi đúng hướng rồi. Các chị gái mình đang đi đúng hướng rồi. Nhưng mà từ nãy đến giờ em chưa để chị gái nào mình có câu trả lời đúng hết này. Từ nãy đến giờ em chưa để các chị gái nào mình có câu trả lời đúng hết. Các chị gái mình phải kèm cho em chữ đã chia sẻ đằng sau câu trả lời của mình nhá. 2 lần về tường, 10 lần hội nhóm, hoặc là 5-6 lần chị gái nào mình cứ có hội nhóm nào chia sẻ cho em ở hội nhóm đó này. Cho các em phổ biến lại luật chơi cho những chị mới vào các chị nhá. Ngày hôm nay bên em mở bán những cái set sản phẩm áo sơ mi chân váy này chỉ với giá vài chục nghìn thôi. Mà đầu tiên để lấy lại tương tác vây này thì bên em sẽ tặng tất cả những chị nào cứ có câu trả lời đúng kèm cho em 10 lượt chia sẻ. Đầu tiên các chị chia sẻ giúp em buổi live này 10 lần vào các hội nhóm chợ lớn để chế độ công khai. Chia sẻ xong vào đây comment cho em câu trả lời. Theo các chị thì quả gì nhắc đến là nhớ quê hương. Comment câu trả lời kèm cho em chữ đã chia sẻ các chị nhá. Và bên em có một cái gợi ý đầu tiên là những cái quả nào, quả khế này liên quan đến khế như khế ngọt, khế chua đều không phải là đáp án của bên em ngày hôm nay. Đáp án có 2 từ các chị nhá. Đúng rồi, đáp án ngày hôm nay của bên em có 2 từ này. Ok, đã chia sẻ nhiều lần em cảm ơn tất cả các chị gái mình luôn này. Chị gái nào mình đã chia sẻ em cảm ơn luôn các chị gái nhỉ. Ok này, làm gì đến lượt tặng quà thì chị gái gì đây? Nhà ghi hai hoa là chị gái chị nhầm rồi. Chị nhanh chóng comment câu đúng trả rồi. Lời nào, chị không comment câu trả lời, không chia sẻ thì chắc chắn chị sẽ không đến lượt tặng quà đâu chị nhá. Đúng rồi. Đó, bên em nói luôn nhá, chị gái nào mình có câu trả lời đúng, chia sẻ đủ, bên em cam kết với cái lời nói của mình là bên em sẽ tặng. Còn không trả lời đáp án, không comment đáp án, mà có nhiều chị kiểu dạng mình chỉ có comment đáp án thôi, mình không quay ra chia sẻ thì bên em cũng sẽ không tặng đâu, được chưa nào. Mình có câu trả lời đúng, chia sẻ đủ buổi live ngày hôm nay của bên em 10 lần hội nhóm, 2 lần trang cá nhân, 100% nhận quà cho em nhá, 100% nhận quà cho em luôn. Quan trọng là các chị gái mình có làm đúng luật chơi hay không. Còn nếu mà không làm đúng luật chơi thì em nói luôn em sẽ không tặng quà đâu, ok cho em nhá. Đúng rồi nè, đúng rồi, chị gái nào mình đã chia sẻ livestream ngày hôm nay rồi, nhanh chóng comment cho em là câu trả lời kèm cho em chứ đã chia sẻ. Em gợi ý luôn, đây không phải là một đặc sản vùng miền nhá các chị nhá. Đây đúng không rồi. Phải là một loại đặc sản vùng áo miền. Áo sơ mi nhà em Dung đang mặc thì một lát quay ra bán 99.000 các chị nhá. Nhưng mà đúng đầu rồi. Tiên bên em tặng, tại vì cái sản phẩm này giá nó cũng là giá ưu đãi rồi, rẻ. Nó thật là rẻ luôn nên bên em tặng bất đúng chấp rồi. Luôn. Nên là chỉ cần các chị cho em câu trả lời đúng và kèm 10 lượt chia sẻ thôi các chị nhá. Đáp án của bên em ngày hôm nay có 2 từ, các chị chú ý nghe bên em gợi ý này. Đáp án có 2 từ và không liên quan gì đến quả khế luôn các chị nhá. Nên đúng là rồi. Chị em nào đang comment là khế hay là quả vú sữa thì là chắc chắn là không đúng rồi đấy ạ. Đúng rồi, và đây không phải là đặc sản vùng miền các chị nhá. Đáp án chỉ có 2 từ, không phải là 3 từ. Em thấy rất là nhiều chị gái mình comment là khế, quả khế hay là gì đây, hay là gì đây, rồi cái quả vú sữa rất là nhiều. Em đã bảo rồi, quả vú sữa là một đặc sản vùng miền rồi chị gái ơi. Đây không phải là một đặc sản vùng miền và nó cực kỳ là rẻ luôn các chị nhá. Cái loại quả này cực kỳ là rẻ luôn. Nó không kén kiểu dạng kén người mua đâu. Nghĩa là người giàu cũng để mua được mà người nghèo cũng có thể mua được này. Các chị gái lưu ý cho em nhá. Nhớ là phải chia sẻ livestream cho em. Nếu mà không chia sẻ livestream thì bên em không có không tặng quà đó các chị gái đâu. Đấy, ok cho em nhá. Đấy, bây giờ này. Đấy, bởi vì nhu cầu trả lời đúng này đấy cũng rất là nhiều. Bên em chỉ gợi ý, nếu mà bây giờ bên em không gợi ý thì các chị gái mình cứ có câu trả lời đúng là bên em tặng. Còn nếu mà để mà bên em gợi ý rồi mà cho ra hẳn đáp án ý thì bên em chỉ chọn ra 10 chị có câu trả lời đúng thôi. Cho nên là nhân lúc bên em chưa gợi ý thì các chị gái mình nhanh chóng cho em đáp án đúng đi nào. Ok, áo trắng bao nhiêu tiền ạ? Áo trắng này hôm nay bên em bán cho chị gái với cái giá là chỉ có 99.000 một áo thôi, vài chục nghìn một con áo nha em mặc thôi, được chưa nào. Các chị gái mình tập trung đi. Đúng tập rồi. Trung chia này, sẻ em này đây gợi ý tiếp này, rất nhiều chị đang comment nhờ nào thì là quả roi, quả nhãn, rồi quả ngô, quả khế, rất nhiều loại quả đã được đưa đúng ra rồi. Nhưng mà em chưa thấy chữ đã chia sẻ quả bên em ấy. Chỉ tặng cho những chị nào có câu trả lời đúng kèm chữ đã chia sẻ, dù câu trả lời có đúng nhưng không cho em chữ đã chia sẻ vào đây thì đấy bên em không đúng tặng. Đúng rồi, em sẽ gọi tên tất cả những chị gái nào mình chưa có chữ đã chia sẻ này. Mai Nguyễn chưa để chữ đã chia sẻ này, rồi cây Hà Ly chưa để chữ đã chia sẻ, rồi Thu Thảo chưa để chữ đã chia sẻ. Em thấy một loạt các chị gái mình chẳng có chữ đã chia sẻ gì cả. Các chị gái ơi, mình comment cho em là câu trả lời kèm chữ đã chia sẻ nào. Mình đã mất công chơi rồi, em nói luôn. Nếu mà mình cảm thấy là mình không chơi và là mini game này không thích thì mình có thể không comment đáp án. Nhưng mà một khi mình đã mất công comment đáp án rồi thì mình làm đúng và đủ luật chơi đi, để nhớ đâu mình có câu trả lời đúng là mình được tặng luôn. Đấy, kiểu dạng nhà há miệng, kiểu dạng nhà ok này, mua hàng cho được xem trước có nhé chị gái nhá. Ok cho em nào, rồi ok, rất là nhiều chị gái mình đang có comment rồi này. Ok đấy, các chị gái mình đang làm đúng của bên em rồi. Nhớ là câu trả lời kèm cho em chữ đã chia sẻ được chưa nào. Cứ chị gái nào mình có chữ đã chia sẻ đằng sau đáp án của mình, bên em sẽ lập tức ghi nhận đáp án và vào đúng trang rồi. Luôn kiểm
vào trang cá nhân kiểm tra luôn nha. Chị Sáu Vân chia sẻ 50 nhóm luôn rồi nhưng mà câu trả lời của chị đâu nào? Đúng 50 rồi. Câu trả lời kèm chị đã chia sẻ cùng trên một dòng comment để bên em có thể tích hợp các chị nhá. Đáp án của bên em ngày hôm nay có 2 từ, có 2 từ và không liên quan gì đến họ hàng nhà Khế luôn các chị nhá. Bên đúng em rồi. Gợi ý, nói chung là từ đầu đến bây giờ bên em đều gợi ý đáp án liên quan đến Khế chưa đúng. Nên là đúng các rồi. Chị nhanh chóng chuyển cho em sang hướng khác đi nào. Đúng rồi, và ngày hôm nay nha em sẽ nói lại về phần quà mini game ngày hôm nay một lần nữa này. Bởi vì rất là nhiều chị cái mình hoang mang vào sau livestream mới chỉ comment đáp án, nhưng mà không biết là giá trị phần quà ngày hôm nay là gì đúng không ạ? Ngày hôm nay chị gái nào mình cứ có câu trả lời đúng và chia sẻ buổi live ngày hôm nay của bên em tối thiểu 2 lần về tường, 10 lần hội nhóm. Em nhắc đi nhắc lại luật chơi từ nay đến giờ phải đến 10 đến 20 lần rồi cho các chị gái mình nghe rõ và làm đúng cho em, để đến khi mà bên em công bố đáp án, công bố người trúng thưởng, lúc đấy các chị gái mình không thắc mắc các chị gái nhỉ. Làm đầy đủ và đúng luật chơi chắc chắn 100% nhận quà. Em khẳng định luôn được với các chị được chứ nào. Nếu mà bây giờ bên em chưa gợi ý các chị gái mình có câu trả lời đúng 100% nhận quà. Còn đến khi mà em không có một cái đáp án nào đúng, nếu mà bên lúc đó em sẽ gợi ý cho ra đáp án, thì lúc đó em chỉ tặng cho 10 chị đầu tiên thôi. 10 chị đầu tiên có câu trả lời đúng khi mà bên em gợi ý thôi. Còn bây giờ em chưa gợi ý các chị gái mình, tẹt con bọn này đi, tẹt con bọn này comment thoải mái cho em được chứ nào. Tặng bất chấp luôn. Đấy, phần thưởng ngày hôm nay sẽ là một set váy nhen em mặc, gồm một áo sơ mi và một chân váy các chị gái nhá. Và chị gái nào mình được tặng một set này, bên em còn tặng một cái tác cài đính ngọc cơ và free ship toàn quốc được chứ nào. Free ship toàn quốc đối với chị gái nào mình có câu trả lời đúng này. Đúng rồi, chị gái nào mình cứ làm đúng, làm đủ và làm đúng luật chơi 100% nhận quà, em khẳng định luôn. Bởi vì sao? Em đây là bây giờ là Facebook nó kiểu dạng nó đang hạn chế tương tác, cho nên bên em tặng free để lấy đúng lại rồi. Được tương tác thôi. Đấy. Đấy. Chị chia sẻ như thế nào này? Chia sẻ 10 lần vào các hội nhóm để chế độ công khai, chia sẻ đấy là tối đúng thiểu rồi. Các chị nhá. Rồi comment cho em câu trả lời thì các chị sẽ có cơ hội nhận ngay cái phần thưởng đó luôn. Chính là set cả nguyên cả một set luôn các chị nhá. Set là gồm một áo sơ mi và một chân váy luôn đấy ạ. Tặng free ship tận nhà luôn. Rồi ok. Đúng đấy. Rồi. Ok này, áo lấy 3 cái rồi, okay, em cảm ơn chị gái luôn. Ở lại livestream tí nữa bên em quay ra bán hàng nhá. Tí nữa bên em quay ra bán hàng thì một cái áo sơ mi này bên em bán cũng chỉ có 99.000 thôi. Có 99.000 một áo sơ mi này thôi, không có bán quá đắt đâu các chị gái ạ. Đấy. Đúng rồi, các chị gái mình đang comment rất là nhiều những cái đáp án khác nhau rồi này. Ok này, thấy em không chị rồi, ok chị gái Kiều Vân em thấy nhá. Rồi mai chơi gì đây? Mải chơi quên lớn rồi, ok chị gái comment là quả khế em chưa để chị đã chia sẻ của chị gái đi mà. Các chị gái ơi, mình nhớ nhá là comment cho em là câu trả lời kèm cho em chữ đá chia sẻ ở đằng sau cái câu trả lời của mình, cho mình một áo. Đúng áo rồi. Nên là mặc chỉ có 99.000 thôi. Nếu mà chị nào mà không muốn nói chung không muốn chơi mini game ấy ạ thì chờ em một vài phút thôi, bên em sẽ đúng quay rồi. Ra bán những cái set sơ mi này, áo chỉ có giá 99.000 thôi các chị nhá, rẻ cực đúng kỳ rồi. Luôn. Nhưng mà các chị nhanh chóng tập trung nào, tập trung cho em những cái câu trả lời đúng để bên em có thể kết thúc mini game, có thể tặng quà bất chấp cho các chị nhá. Rồi bên em sẽ quay ra đúng bán rồi. Hàng đấy ạ. Ok này chị lấy 4 màu, ok em cảm ơn chị gái Hồng Lê, em chốt luôn đơn hàng nhá. Chị gái nào ngày hôm nay mà không muốn chơi mini game, muốn đặt hàng luôn, có thể là nếu mà mua riêng áo thì đây bên em có tất cả là 4 màu áo, trắng, đen, be và đỏ, đầy đủ 4 size, size S, size M, size L và size XL, trong khoảng cân nặng từ 40 đến 65kg. Các chị gái mình mặc vừa áo sơ mi từ 40 đến 65kg, mặc vừa cho em cả chân váy được chưa nào. Mua nguyên set là 160.000, bên em tặng tác cài. Mua lẻ một áo là 99.000, không tặng tác cài. Mua hai áo tặng một tác cài, ok cho em nha. Chị gái nào ngày nay đặt hàng đơn hàng cứ chỉ có hai món trở lên là bên em sẽ tặng một tác cài. Mua nguyên set nhen em mặc là 160.000, mua lẻ áo là 99.000 một áo. Nếu mà muốn mua đặt hàng luôn, không muốn chơi mini game có thể comment luôn đặt hàng ở bên dưới được chứ nào. Mua áo không là 99.000, mua nguyên set là 160.000 các chị ấy nhá. Đấy, còn bây giờ em sẽ bắt đầu gợi ý luôn, bởi vì từ nãy giờ em chưa để các chị gái mình có câu trả lời đúng. Bây giờ em xin phép được gợi ý luôn nhá. Người ta có câu gì ạ? Em nói luôn đây, một loại quả này có trong ca dao tục ngữ các chị ấy nhá. Một loại quả em muốn nói đến đây, nó có ở trong ca dao tục ngữ, đó chính là câu gì ạ? Anh đi anh nhớ quê nhà 3.3.3.3 và 3. Anh đi anh nhớ quê nhà 3.3.3.3 và 3. Các chị gái nhá. Thì các chị gái mình nghĩ cái loại
cái câu ca dao đó nó nhắc đến cái loại quả gì thì nhanh chóng vào comment cho em đi nào. Dù cái 62kg mặc bao vừa cho em size XL. Em thấy một loạt các chị gái mình mãi chẳng có câu trả lời đúng, cho nên em sẽ gợi ý luôn. Gợi ý luôn và ngày hôm nay em sẽ tặng free cho 10 suất nha. Tặng free 10 suất cho 10 chị có câu trả lời đúng được chứ nào. Em từ nay đến giờ không gợi ý nếu mà trả lời đúng ý, em tặng hết luôn. Còn một khi em đã gợi ý rồi thì em chỉ gợi, em chỉ tặng cho 10 quả thôi. À 10 người thôi. Ok này, anh đi anh nhớ quê nhà nhớ quả sim ạ. Rồi ok, chưa chính xác rồi chị gái ơi. Anh đi anh nhớ quê nhà nhớ quả khế ngọt ạ. Rồi ok, chưa chính xác rồi chị gái ơi. Ok, cho chị set đen váy đen, cho em số điện thoại đi nào chị gái ơi. Đặt hàng comment cho em là mã sản phẩm kèm cho em số điện thoại. Còn muốn chơi mini game comment đáp án kèm chữ đá chia sẻ này. Đấy. Thì theo các chị bên em nói chung là đã đưa ra cái gợi ý rồi, như vậy là bên em muốn là các chị ra cái câu trả lời đấy ạ. Đúng rồi. Anh đi anh nhớ quê nhà nhớ cái gì nào các chị đúng ơi. Đúng rồi. Đó thì mình phải comment cái câu trả lời đấy ra đúng nào. Rồi. Các đấy rất là nhiều chị gái mình gạch comment này nhớ canh rau muống nhớ gì tầm thương ạ. Đáp án chỉ có 2 từ thôi các chị đúng ơi. Đúng rồi. Lưu ý cho em nhá, em không bắt các chị gái mình phải liệt kê cái câu ra giao ra. Em chỉ bảo là gì ạ? Anh đi anh nhớ quê nhà nhớ ba chấm và ba chấm thì là cái gì? Đáp án nghe này của bên em chỉ có 2 từ thôi nhá chị gái Nguyễn Thủy ơi. Rồi cái trái cà dầm tương là 4 từ rồi chị gái nhá. Đúng rồi, đó chính là loại quả mà bên em muốn nói đến đây ạ. Đó chính là một loại quả mà em muốn nói đến đây. Thì không biết các chị gái mình nghĩ là loại quả gì nào. Ngày hôm nay em sẽ đọc free cho 10 suất có câu trả lời đúng và nhanh nhất nhá. 10 suất sẽ có câu trả lời đúng và nhanh nhất từ khi em gợi ý được chứ nào. Rồi ok, anh đi anh nhớ quê nhà nhớ ba chấm và ba chấm các chị gái ơi. Rất là nhiều chị gái mình comment là cà dầm tương, cà tương, quả cà chua. Ok, anh đi anh nhớ quê nhà nhớ quả cà chua ạ. Rồi ok, chưa chính xác rồi chị gái ơi. Các chị gái ơi, nếu mà các chị gái nào mình giỏi văn hoặc cần thiết là em nói thẳng luôn như em chẳng là một người giỏi văn cả. Em cũng biết cái câu ca dao này các chị gái nhỉ. Câu ca dao này cực kỳ là nổi tiếng luôn. Khi mà bên em đưa một cái đáp ạ, cái câu hỏi đây thì em cho cam đoan 100% các chị gái mình sẽ nghĩ đến quả khế. Nhưng mà đây là một cái đố lừa các chị gái nhỉ. Đây là một cái đố lừa nho nhỏ của bên em được chưa nào? Ấy đúng rồi, nhớ cà dầm tương 4 từ rồi chị gái Nguyễn Thùy ơi. Trái cà rồi kìa. Em đang thấy các chị gái mình có câu trả lời đúng rồi. Em đang thấy các chị gái mình có câu đúng trả lời đấy. Đúng rồi. Các chị đang đi đúng hướng rồi đấy. Đúng nhưng rồi, mà em chưa lại chưa thấy chữ đã chia sẻ đâu nào. Đúng rồi, lại comment câu trả lời kèm chữ đã chia sẻ vào đây cho em. Đúng 10 rồi. Chị có câu trả lời đúng nhanh nhất thì bên em sẽ tặng luôn đấy ạ. Free luôn nha, tặng free nguyên set này với cái giá là 0 đồng. Bình thường bên em bán set này 160.000. Ngày hôm nay bán cho chị gái 0 đồng mà lại còn free ship chẳng mất gì cả. Vào đây chơi vui chơi để dinh quà. Nếu mà không dinh quà chẳng sao hết, tí nữa mình quay ra được mua về cái giá sale. Giá chỉ có vài chục nghìn nữa các chị gái nhỉ. Ok này, nhớ cà rồi ok. Đúng nhớ rồi. Cà thì em chịu rồi. Đấy. Đáp án ngày hôm nay của bên em các chị gái mình có thể nhìn thấy các bạn. Quả gì các chị gái nhỉ? Quả gì nào các chị gái ơi? Quả gì và quả gì nào? Đáp án ngày hôm nay của bên em từ đầu tiên không phải là từ quả các chị gái nhỉ. Từ đầu tiên không phải là từ quả, chị gợi ý đây 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 các rồi. Chị gái ơi. Đấy các chị lưu ý này, chia sẻ 10 lần vào các hội nhóm các chị nhá. Các chị mới vào chia sẻ giúp em buổi like này 10 lần vào các hội nhóm rồi comment vào đây, comment câu trả lời đúng nào. Rồi, đúng còn rồi. Chị nào mà không có hội nhóm chia sẻ mình ở lại livestream xong mình đây mua cái set ơi. Này, mua cái áo này với giá chỉ mấy chục nghìn cho em nhá. Rồi ngày hôm nay em xả banh nóc luôn này. Đúng xả rồi. Banh nóc luôn các chị ơi. Đúng rồi, đây này em dở đáp án ra, em lại cho đáp án vào này. Em dở đáp án ra, em lại cho đáp án vào. Rồi kia giờ lại còn cà trắng với cả cà đen với cả cà tím thì em chịu rồi. Bây giờ lại còn cà trắng, cà đen với cả cà tím. Các chị gái ơi, nhìn nhá. Mọi người ơi, tập trung trí tuệ này, chúng ta nên mà chị gái nào mà ở gần coi như là ở gần quà tiệm tạp hóa thì nhanh chóng mua ngay cho em một cái viên Singukune để tập trung trí tuệ nào các chị gái ơi. Ai đây đây các chị gái nhập đây đáp án của bên em đây, các chị gái có nhìn thấy không ạ? 1, 2, 3 em lại giấu đáp án lại, em lại giấu đáp án lại. Đây các chị gái mình có nhìn thấy từ đầu tiên không ạ? Từ đầu tiên của bên em đó chính là từ cà, các chị gái nhận số ghê. Giờ mà lại vẫn còn chùm khế ngọt ở gái Tâm Vũ ơi, giờ mà lại còn chùm khế ngọt với cả cà chua. Rồi game đã bảo rồi, đây là một loại cà. Mọi người ơi nghe nói nhá, thế cái loại cà này chúng ta khi mà chúng ta mua ở chợ về hoặc chúng ta hái từ trên cây xuống, chúng ta phải làm một cái thao tác gì ạ? Chúng ta phải làm một thao tác sơ chế như thế nào các chị gái ơi? Phải làm như thế nào thì chúng ta mới ăn được cái quả này? Mà ăn với canh rau muống vào mùa hè thì thôi rồi các chị gái nhỉ. Quả này mà ăn với canh rau muống vào mùa hè thì thôi rồi. Đúng rồi, em đang thấy rất là nhiều các chị gái mình đã có câu trả lời đúng rồi. Em đang thấy 5-6 chị đang có câu trả lời đúng rồi. Thêm 4-5 chị nữa thôi là em sẽ lập tức dừng luôn mini game này hôm nay, bởi vì em tặng cho 10 chị nhỉ. Em sẽ tặng cho 10 chị. Ok, Hoàng Anh vào luôn nhân kiểm tra đây. Đúng rồi, chị gái nào mình cứ có chữ đã chia sẻ. Xuân gì đây?
Xuân Nhím chưa để chữ đá cho rẻ nào, Trần Thanh Tâm chưa để chữ đá đúng cho rồi. Rẻ. Đấy, em lại thấy một loạt các chị đúng đang rồi. Có câu trả lời đúng rồi nhưng đúng chưa rồi, cho em chữ đá cho rẻ. Nhanh chóng bổ sung cho em chữ đá cho rẻ đấy để bên em thấy. Để bên em có thể đọc tên luôn các chị và tặng quà quay ra bán hàng luôn thế nào. Đúng rồi mọi người ơi. Khi mà chúng ta hái cà, hái à đúng rồi các chị ơi, em thôi mà thôi, em cũng gợi ý cho các chị gái là một có một từ cà ạ. Khi mà chúng ta hái cà từ trên cây xuống hoặc là mua cà từ chợ về, các bà mẹ hoặc là chúng ta cần phải làm một bước sơ chế, đó là gì ạ? Chúng ta cần phải sơ chế như thế nào thì chúng ta mới ăn được ạ? Đúng rồi, khi mà thấy chúng ta thấy nhạt nhẽo quá, thấy cuộc đời nhạt nhẽo quá thì chúng ta cần phải cho thêm gì để cho nó mặn ạ? Cần phải cho thêm gì để cho nó mặn các chị gái ơi? Rồi cái cà chua rồi cái chưa phải đâu chị gái ơi. Đúng rồi các chị gái ơi. Rồi gợi ý thế này mà không ra được thì chịu rồi này. Gợi ý đúng này. Chính tả mà thế nào? Các bạn đúng chính tả đủ dấu các chị đúng ơi. Rồi. Ok nhìn thấy em không rồi à. Điều ước cho em thấy nha, em thấy tất cả các chị gái mình luôn. Em đang tập trung để gợi ý cho chị ạ. Khi mà cuộc đời chúng ta thấy nhạt nhẽo quá, khi mà cuộc đời của chúng ta thấy nhạt nhẽo quá, chúng ta cái ví dụ như bọn trẻ trâu như em hay bảo là cần cho thêm ít gì vào để cho nó mặn đi, cho thêm ít gì vào để cho nó bớt nhạt đi. Đấy, dồi ôi em gợi ý thế này, em gợi ý thế này rồi mà không ra được thì em cũng quỳ luôn các chả nhá. Em gợi ý như thế này mà em không ra được, à rồi ok. Em đã thấy ok, hệ thống kỹ thuật bên em đã liệt kê đúng 10 chị rồi. Bây giờ em sẽ vào các nhà nhân. Đáp án ngày hôm nay em sẽ gợi, em sẽ đọc luôn đáp án ngày hôm nay. Đã có chị trả lời đúng 10 chị rồi. Đáp án ngày hôm nay của bên em đó chính là gì các chả ơi? Đáp, à rồi ok, nói từ từ thôi bởi vì đây em đang rất là căng thẳng để gợi ý cho tất cả các chị gái cho em không để nói từ từ được. Cho các chị gái mình thông cảm cho em nhá. Đáp án ngày hôm nay của bên em đó chính là gì ạ? Cà muối các chị gái nhỉ. Cà muối khi mà cuộc đời chúng ta nhạt nhẽo thì chúng nó hay bảo là gì ạ? Cho thêm muối vào đi cho nó đỡ nhạt, hoặc là muối bây giờ đang rẻ đấy cho thêm mua muối đi. Đáp án ngày hôm nay của bên em đó chính là gì ạ? Cà muối các chị gái nhỉ. Cà muối và cà muối. Tất cả những chị gái nào mình có câu trả lời là cà muối kèm chữ đá chia sẻ, bên em sẽ vào trang cá nhân kiểm tra tất cả các chị gái mình luôn nha. Vào trang cá nhân kiểm tra tất cả các chị gái mình luôn. Ok, à muối rồi cái cà muối, không đúng phải là rồi. À muối nha. Cà muối. Bây giờ cà muối. Hệ thống bên em đang vào kiểm tra những chị nào có đúng câu rồi. Trả lời cà muối kèm chữ đá chia sẻ. Đúng xin rồi. Các chị đúng 10 phút bên em đúng sẽ rồi. Quay vào đây. Các chị quay vào đây bên em đọc tên, xuống tên các chị lên trên này. Đúng các rồi. Ok này, hiện tại bây giờ hệ thống kỹ thuật bên em đã kiểm tra và lọc ra rồi. Thì từ nay đến giờ, từ khi bên em gợi ý đến khi bên em có đáp án thì tận đa như chị có câu trả lời đúng không ạ? 45 chị có câu trả lời đúng các chị gái nhỉ? 45 chị có câu trả lời đúng nhưng rất ít các chị gái trong số 45 người này chia sẻ. Thì bây giờ đây, cho bên em đúng 10 phút để hệ thống kỹ thuật bên em liệt kê ra trong số 45 chị này, chị gái nào mình có câu trả lời đúng và chia sẻ nhiều nhất từ trên xuống dưới các chị gái nhỉ? Chia sẻ nhiều nhất từ trên xuống dưới được chưa nào? Tí nữa em sẽ xuống tên ở trên đây và bên em chụp ảnh màn hình tất cả những chị gái đó, chụp ảnh màn hình số lượt chia sẻ và coi như là Facebook của các chị đó lên trên page của bên em được chưa nào? Còn bây giờ cho bên em xin phép 10 phút để bên em kiểm tra. 10 phút đó em sẽ để cho các chị gái không chống chương trình. Bên em sẽ quay ra bán giá sale cái set nghe nào mặc các chị gái nhá. Hôm nay em sẽ quay một cái chương trình, đó là chương trình bán giá sale một set nghe nào mặc bao nhiêu tiền ạ? Giá bán bình thường là 350.000, ngày hôm nay bên em bán cho chị gái chỉ có 159.000 nguyên một set nghe nào mặc. Một set nghe nào mặc có đầy đủ size, size S, size M, size L và size XL, từ 40 đến 65kg là các chị gái mình có size vừa cho em. Mua cả set bên em tặng một tác cài luôn các chị gái nhỉ. Chị gái nào mình ưng set nghe nào mặc comment cho em là gì ạ? Set kèm màu cộng cho em số điện thoại. Áo chất liệu hoàn toàn 100% là lụa Thái các chị gái nhỉ. Áo chất liệu là lụa Thái, thiết kế dáng cổ đổ, bao xinh luôn, chân váy là dáng xòe các chị gái nhỉ. Có đầy đủ size, size S, size M và size L, cả size XL nữa. Từ 40 đến 65kg là mình có size đúng vừa rồi. Cho em. Áo đầy đủ 4 màu, trắng, đen, be và đúng đỏ rồi. Đô. Bên em đấy. Có bán rời áo các chị nhá. Chị nào mua đúng áo rồi. Lẻ của bên em là 99.000. Chị đúng nào rồi. Mua chân váy rời là 99.000. Nhưng mà khi các chị mua cả set nhận ngày giá ưu đãi là 159.000. Đúng rồi các chị ơi, áo lụa ngày hôm nay em đồng xả chỉ có 99.000 một chiếc áo lụa thôi. Chị nào đặt hàng đúng rồi, mua 2 áo được tặng một tác cài. Chị nào mua cả set 160.000 được tặng một tác cài đính ngọc luôn được chưa nào? Các chị nhớ rồi em, áo của em có 4 màu, màu trắng, màu đen, màu đỏ và màu be được chưa nào? Có 4 màu cực kỳ xinh luôn. Đủ size S, M, L, XL, từ 40 đến 65 cân mình mặc vừa cho em.
Chị nào đặt hàng cảm ơn cho em là lẻ áo là 99.000 được cho nào. Đúng rồi, bên em sẽ chọn 10 người trúng thưởng. Nhưng mà 10 phút sau bên em sẽ quay bán đấy các trẻ nhá. Mua 2 áo bên em tặng 1 tác cài các trẻ nhá. Mua 2 áo tặng 1 tác cài. Mua nguyên set tặng 1 tác cài. Ok cho em nhá. Mua 1 áo giá chỉ có 99.000 thôi. Áo có đầy đủ 4 màu: trắng, đen, be và cuối cùng là đỏ đô. Mua nguyên set là 160.000. Mua lẻ áo là 99.000 một áo. 2 áo là 200 tròn các trẻ nhá. Hàng có đầy đủ 4 size, size S, size M, size L và size XL. Từ 40 đến 65 kg là mình có size vừa. 10 phút nữa em công bố người trúng chị gái con sóc nha. Chị nào muốn mua lẻ áo comment cho em là cái màu của áo ấy ạ, kèm số điện thoại là em sẽ vào đơn. Mua cả set comment set kèm màu kèm số điện thoại. Những chị nào có số điện thoại em mới lên đơn. Không có số điện thoại đơn hàng coi như là chưa lên thành công các chị nhá. Từ 40 cho đến 65 cân là các chị đúng có rồi. Ok, chị gái Ngọc Lina đặt hàng cho em số điện thoại đi nào các trái ơi. Em đang vào đơn cho tất cả những chị gái nào, mình để lại đúng cấu trúc đi ạ. Áo này của bên em chất liệu đó là lụa thả các trái nhá. Dáng là dáng cổ đổ, bao xinh và bao sang chảnh luôn. Thiết kế dáng váy là dáng váy xòe, không lo lộ bụng này. Đúng rồi các trái ơi. Mua lẻ áo là 99.000, mua lẻ chân váy là 99.000. Nhưng ngày hôm nay mua nguyên set giá chỉ còn là 160.000. Phí ship toàn quốc 30 đến 35.000 tùy sao. Chị Ngọc Linh Na lấy áo màu đấy. Gì chơi? Áo của bên em có 4 gam màu: màu trắng, màu da, màu đen và màu đỏ. Màu nào cũng đẹp, màu nào cũng xinh luôn. Chị nào lấy áo comment cho em là áo kèm màu kèm số điện thoại. Lấy cả set 160.000, comment cho em là set kèm màu kèm số điện thoại là em sẽ vào đơn. Lưu ý cho em, chân váy thì nguyên màu đen, còn áo thì có 4 tông màu cho các chị gái mình lựa chọn này. Tông màu trắng cực kỳ là tinh khôi nha em ạ. Màu đen, màu be và cuối cùng là tông màu đỏ đô các chị nhá. Mua nguyên set tặng 1 tác cài, mua 2 áo tặng 1 tác cài luôn. Giá quá là ưu đãi chỉ có duy nhất trong livestream ngày hôm nay. Áo chất liệu là lụa thái, bao mềm bao mịn. Bên em nhận hàng, bên em còn cho các chị gái mình kiểm tra hàng các bạn. Cho nên đừng lăn tăn nhá. Ngọc Lina ơi, em chưa lấy số điện thoại của chị yêu ơi. Đặt hàng phải đầy đủ cho em mã sản phẩm, màu yêu thích và kèm cho em số điện thoại. Ok, địa chỉ của shop bên em là kho buôn chị gái Minh Minh nhá. Bên em là kho buôn không phải là bán hàng tại shop đâu ạ. 45kg mặc bao xinh cho em size S. Mua 2 áo bên em tặng 1 tác cài, mua 1 set tặng 1 tác cài các trái nhá. Các chị trên này đừng hỏi em là chị bao nhiêu cân có vừa hay không. Trong khoảng cái nặng từ 40 cho đến 65 cân thì đặt hàng cho em. Size số cụ thể như nào sau khi kết thúc buổi live bên em sẽ gọi điện để tư vấn các chị nhá. Đúng tất cả những chị nào đang comment đúng cấu trúc là áo kèm màu kèm số điện thoại hoặc là cả set kèm màu kèm số điện thoại là em đang vào đơn. Đúng rồi, chân váy xòe này của bên em rất là tiện, nó còn có cả túi ở hai bên nữa các chị gái ơi, chất cực kỳ là xinh luôn. Rất là nhiều chị gái hỏi em là chân váy chất liệu là gì. Chân váy của bên em chất liệu là u mì Hàn Quốc, có giãn 4 chiều, từ 40 đến 65 kg là mình có size vừa cho em. Đây là đằng sau các chị gái nhỉ. Dáng của nó là dáng xòe phồng tự nhiên. Nhiều chị gái bảo em là mình mua váy ôm đẹp hơn, nhưng mà xin lỗi đi, váy ôm thì những chị gái nào mình có bụng sẽ không bao giờ mặc được đâu. Bên em thiết kế dáng váy xòe nhá. Chị ơi, ship toàn quốc và phí ship 30-35 nghìn tùy ra gần. Ship nội thành Hà Nội 25 nghìn, áo 99 nghìn, mua cả set 160 nghìn. Thiết kế chân váy là chân váy xòe dài các chị nhá, xòe dài chạm gối luôn chứ không phải là cái dáng xòe ngắn cuốn cỡn đâu. Đúng rồi. Đấy, chị em nào lấy áo 99 nghìn comment cho em là áo kèm màu kèm số điện thoại. Lấy cả set 160 nghìn comment cho em là set kèm màu kèm số điện thoại. Và lưu ý hàng đầy đủ size từ S cho đến XL. Từ 40 cho đến 65 cân các chị đặt hàng cho em. Không, trên này không cần phải hỏi em là chị bao nhiêu cân, như thế này có vừa hay không. Trong khoảng nặng từ 40 cho đến 65 cân, size số bên em sẽ gọi điện tư vấn các chị nhá. Quế Duấn nhanh chóng cho em số điện thoại nào. Đúng rồi chị gái Ngọc Lina, ok em vào đơn rồi đó ạ. Đúng rồi, cứ để lại mã sản phẩm, để lại màu và để lại số điện thoại là bên em vào đơn. 58kg chị mặc bao xinh size XL chị gái nhá. Mua 1 áo không tặng tác cài, mua 2 áo mới tặng 1 tác cài và mua nguyên set mới tặng 1 tác cài các trẻ nhá. Chị gái nào mình mua lẻ một áo bên em sẽ không tặng tác cài đâu. Ưu đãi này chỉ có những cái chị gái nào mình mua nguyên set và mua 2 áo thôi. Ok chị nhá. Mặc màu đen đi em. Ok, đợi em một chút xíu nữa em sẽ mặc từng màu một. Em sẽ nán lại tầm khoảng 10 đến 20 giây để tất cả các chị gái nào mình vào sau hay vào trước đều có thể ngắm nhìn các chị gái nhá. Mannequin đang mặc là tông màu đỏ, em và mannequin bên tay này đều đang mặc màu trắng rất là xinh luôn. Mua áo bên em còn tặng tác cài đấy các chị ơi. Chị lưu ý này, nhận hàng mới thanh toán các chị nhá. Tất cả những cái cuộc gọi điện nào mà là chuyển khoản trước để free ship toàn bộ là lừa đảo các chị nhá. Nhận hàng mới thanh toán cho em đi nào. Đúng rồi, đến với Borao nhận hàng thanh toán tiền tại nhà. Bên em chốt đơn hàng chỉ duy nhất trên inbox, không chốt đơn hàng ở trên Zalo các chị nhá. Và lưu ý cho em, đơn hàng nào
nào trên 1 triệu bên em mới bắt các chị gái đặt cọc thẻ 50.000 thôi. Bên em không bắt các chị gái mình chuyển khoản cho đâu. Nhận hàng, thanh toán tiền tại nhà cho em được chứ nào, để tránh trường hợp lừa đảo. Chị gái nào mình lấy áo comment cho em là áo kèm màu kèm cho em số điện thoại. Lấy nguyên set comment là set kèm chị màu. Chị Kiều Vân em thấy đơn hàng rồi đấy ạ. Tất cả đấy. Tại vì đang mọi người đang lên đơn hàng rất là nhiều nên em không thể nào mà đọc tên hết được. Quá đẹp. Nhưng mà chỉ cần các chị comment đúng cấu trúc, lấy áo, áo kèm màu kèm số điện thoại 99.000, còn lấy cả set 160.000 thì là set kèm màu kèm số điện thoại. Như vậy là em đã lên đơn hàng thành công các chị nhá. Đúng rồi này, ok này, đúng rồi. Chị gái nào mình cho luôn địa chỉ ở trên đây cũng được các chị nhá. Mua nguyên bộ bên em không miễn ship cho chị gái 6 văn được nhá. Chị Ngọc Anh Võ ơi, được đấy ạ. Đúng rồi, lưu ý cho em này, hàng này bên em đang bán rẻ nhất thị trường rồi. Bình thường các chị gái mình mua một cái áo này thôi, giá bán rẻ nhất là 180.000. Ngày hôm nay mua nguyên cả set một áo một chân váy giá chỉ có bao nhiêu tiền ạ? 160.000 thôi, cho nên các chị gái mình đừng có lăn tăn, đặt hàng chốt nhanh cho em đi. Có đầy đủ 4 tông màu trắng, đen, be và cuối cùng là tông màu đỏ đô, 4 size, size S, size M, size L và size XL cho cả chân váy lẫn áo, từ 40 tới 65kg là mình có size vừa cho em. Dáng chân váy là dáng xòe phồng tự nhiên che đi khuyết điểm bụng to, cho nên các chị gái mình đặt hàng chốt nhanh cho em đi. Và dáng chân váy của bên em là một dáng dài, em cả 1m68 em mặc ngang gối, 2m canh năng mặc là 2m, ca mặc trên gối tầm khoảng 1-2 phân các chị gái nhỉ. Bây giờ em sẽ mặc màu be được cho nào. Bên em nhận ship tỉnh là 30-35.000 tùy xa gần các chị nhá. Áo 99.000, nếu mà chị nào mua cả set nhận ngay giá ưu đãi 160.000 các chị nhá. Chân váy toàn bộ là màu đen, còn áo bên em có 4 gam màu, màu đỏ đô, màu be, màu đen và màu trắng, đầy đủ size số từ 40 cho đến 65 cân là các chị có size vừa. Trong khoảng cân nặng đấy các chị chỉ cần đặt hàng cho em thôi. Còn cụ thể như nào bên em sẽ gọi điện tư vấn. Mua một áo 99.000, mua hai áo nhận ngay được tặng một cái tag đính ngọc các chị nhá. Rồi ok, tiền ship 30-35.000 tùy xa gần các chị nhá. Đấy, chị nào mua lẻ áo comment cho em là áo kèm màu kèm số điện thoại, 4 gam màu em có treo phía sau. Màu nào cũng đẹp, màu nào cũng xinh, chỉ cần các chị ưng màu nào thì comment cho em mà là màu đấy các chị nhá. Rồi ok, áo này là áo thiết kế cổ đổ không có khuy chị ơi. Thiết kế cổ đổ nhưng mà nó không hở đâu nên là không cần khuy chị nhá. Rồi ok, tất cả những chị đang cho em mã sản phẩm kèm màu kèm số điện thoại là em đều vào đơn. Không cần bên em đọc tên thì các chị cũng lên đơn hàng thành công các chị nhá. Đấy, chỉ cần các chị trong khoảng cái nặng từ 40 cho đến 65 cân. Còn size số bên em sẽ gọi điện trực trên này, các chị không cần phải comment cho em là chị nặng như thế này có vừa hay không, trong khoảng cái nặng đấy thì đặt hàng nhá. Ok, chị Nguyễn Vân cho em số điện thoại chị ơi. Đúng rồi, chị nào đặt hàng mình bổ sung cho em số điện thoại được chứ nào. Áo lẻ chỉ có 99.000 đồng thôi, cả set chỉ có 160.000 thôi các chị okay, nhá. Ok, em cảm ơn chị Loan Hà nhá. Phí ship 30-35.000 các chị nhá. Rồi ok, 75kg thì không vừa rồi, từ 40 cho đến 65 cân. Các chị lưu ý này, mua hai áo hay mua cả set bên em sẽ tặng các chị một cái tag đính ngọc này luôn các chị nhá, để các chị cài vào áo hoặc cài vào những cái quần áo khác của các chị cũng bao đẹp luôn đấy ạ. Thiết kế tay dài chị nhá, thiết kế tay dài hai cái áo em treo bên trên là thả tay dài đấy ạ. Rồi ok, set kèm màu kèm số điện thoại hoặc áo kèm màu kèm số điện thoại là em sẽ vào đơn. Áo toàn bộ chất liệu là lụa Thái, chân liệu chân váy là chất liệu u mì tuyết co giãn các chị nhá. Đúng rồi này, em đang mặc đây là tông màu be. Nhiều chị gái mình bảo em là rồi ok, nhiều chị gái mình bảo em là cái dáng cổ đổ này liệu có lộ không, thì em nói luôn nhá, chị gái nào mình thích thì mình cài luôn cái bên em tặng. Chị gái nào mình mua nguyên set hoặc là mua hai áo bên em tặng cái này cái tắc cài đúng không ạ, các chị gái mình có thể đính ở hẳn đây hoặc là đính ở bên này hoặc đính ở bên này đều bao xinh và bao đẹp. Các chị gái nhớ giúp em này, áo của em cổ đổ phần cổ này có 4 lớp, không bao giờ mình lo là mình lộ luôn các chị nhá. Rồi ok này, cái cài này của em các chị cài bên cho sang chảnh cho em nhá, cài bên này đi để cho nó đỡ bị kéo ra. Được chưa nào các chị ơi, áo lẻ chỉ có 99.000 đồng, cả set 160.000 được tặng tác cài ngọc luôn, quá là xinh luôn. Túi này, chân váy xòe có túi cực kỳ là tiện luôn. Chị nào đặt hàng các bạn chốt nhanh cho em nào. Đúng rồi, chị ở đâu vậy? Em ở Hà Nội các chị ạ nhá. Bên em ở nội thành Hà Nội ạ. Bên em không phải là bán hàng tại shop đâu các chị ạ nhá. Lưu ý bên em là bán buôn không bán lẻ, và bán lẻ chỉ bán duy nhất trên livestream thôi, không bán hàng tại shop, cho nên là bên em mới có cái mức giá ưu đãi gửi đến các chị. Bởi vì sao? Bên em buôn được mà, buôn được thì mới có giá này gửi đến các chị thôi. Chị nào mà đang lên đơn hàng mà không có số điện thoại, nhanh chóng cho em số điện thoại đi nào. Đặt hàng phải có số điện thoại, không có số điện thoại coi như đơn hàng chưa lên thành công các chị nhá. Đúng rồi, chị gái nào mình đặt hàng chỉ cần comment cho em là gì ạ? Mua áo comment cho em là màu áo kèm cho em số điện thoại.
Mua hai áo comment cho em là màu của hai áo kèm cho em dưới đoạn đây, 4 tông màu: trắng, đen, be và cuối cùng là tông màu đỏ đô. Tông màu nào cũng đẹp, tông màu nào cũng xinh, nhưng tùy từng sở thích và cá tính của chị cho nên các chị gái sẽ lựa chọn những cái tông màu khác nhau. Đúng rồi, tất cả những chị gái nào mình để lại đúng cấu trúc là bên em lên đơn. Dáng chân váy là dáng chân váy xòe này. Em nói thẳng một câu, chắc chắn là trong tủ quần áo của chị không bao giờ thiếu được những cái dáng chân váy xòe này. Nhưng mà em thử hỏi xem là các chị gái mình mua một cái chân váy xòe này đã là bao nhiêu tiền rồi ạ? Đã là bao nhiêu tiền rồi? Ít nhất là nó phải hơn 100 tầm quả rơi tầm cửa. Bán chỗ nào bán rẻ nhất là 130, 140, bởi vì sao? Bên em là kho buôn, bên em đổ buôn cho những cái shop hoặc là đổ buôn cho những cái người nào mà buôn lẻ hơn. Đấy, cho nên là sẽ biết và nắm rõ giá thị trường. Ngày hôm nay các chị gái mình đang mua được với cái giá tận xưởng luôn, và không qua bất kỳ một trung gian nào, không phải qua đầu này, tay kia. Cho nên các chị gái mình sẽ được mua với cái giá rẻ nhất luôn các chị gái nhá. Đặt hàng chốt nhanh, chốt gọn và chốt lẹ cho em. Mặc áo đỏ xem thử, ok, đợi em một chút xíu chị gái Lê Kiều Thị. Mỗi một áo em sẽ nán lại tầm khoảng 34 giây, thậm chí là 50 giây để cho các chị gái mình cùng ngắm. Không, em lại cứ đi ra đi vào rồi lại các chị gái mình lại cứ bảo em là vừa thử xong lại bảo thử tiếp thì nó mệt lắm, cho em sẽ để thời gian hơi lâu một chút xíu. Đúng rồi, để chị các ơi, chị gái mình có ngắm mua gì một nhá. Áo em không tặng tắc cài. Đúng mua rồi. Hai áo hoặc mua cả một set em mới tặng tắc cài các đúng chị rồi. Nhá, giá quá là ưu đãi luôn. Mua một áo không tặng tắc cài, mua một áo là 99.000, hai áo là 200.000 và tặng tắc cài luôn các chị ơi, quá là đẹp luôn các chị ơi. Đúng rồi, bên em không có chân váy ôm đâu chị ơi. Nhiều khi là hồi xưa là bên em có thiết kế dáng chân váy ôm, nhưng mà nhiều chị kiểu dạng như bụng béo ấy, mình mua về mình mặc không có đẹp, cho nên là em sẽ lựa chọn những cái sản phẩm nào mà cả người béo cả người gầy, nói chung là người như thế nào mình cũng có thể mặc xinh luôn các chị ơi nhá. Đấy, đây các chị ơi này, chân váy xòe bên ơi, em có túi này. Chị cao 1m57, chị sẽ mặc chân váy dài chạm gối qua gối một qua chút. Qua gối một nhá. Tí. Qua gối một chút. Đúng rồi, mình còn tùy vào cái độ sơ vin của mình cơ mà. Mình mà muốn nó ngắn thì mình serving cao lên, đúng chưa? Ok, chốt mini game đi chị. Ok, em xin phép được chốt mini game ở đây đây. Em xin phép được gọi 10 tên chị. Đúng rồi, chị gái nào mình đặt hàng vẫn cứ chốt đơn hàng cho em. Còn bây giờ em xin phép được gọi tên 10 chị gái, là 10 chị gái có câu trả lời đúng là quả alaka muối kèm chữ đá chia sẻ. Và thực sự là chia sẻ buổi livestream ngày hôm nay của bên em rất là nhiều. Chị gái đầu tiên đó là chị gái Thảo Phương ạ. Thảo Phương này, chị gái thứ hai đó là chị gái Trâm Nguyễn ạ. Trâm Nguyễn, Thảo Phương, Mai Ngọc Bình, Thảo Trang, Tâm Su Ti này, Nga, Hằng Hà Trần này, Xuân Thanh này, Thu Hương này, Lê Thị Nhân này, và cuối cùng là chị gái Mai Anh. Em xin phép được gọi tên lần thứ hai ạ. Chị gái Thảo Phương, chị gái Trâm Nguyễn, chị gái Mai Ngọc Bình, chị gái Thảo Trang, chị gái Trần Tâm Su Ti, chị gái Hằng Hà Thị này, chị gái Xuân Thanh, chị gái Thu Hương, chị gái Lê Thị Nhân và chị gái Mai Anh. 10 chị gái em vừa gọi tên nhanh chóng chụp ảnh mà nhanh chóng vào inbox cho shop địa chỉ, số điện thoại và cái set muốn mua để bên em gửi tặng 10 suất này với giá 0 đồng và free ship đến tận nhà luôn các chị nhá. 10 chị em vừa sướng tên nhanh chóng vào inbox địa chỉ và số điện thoại cho em nhá. Áo lụa bên em đang bán với giá 99.000 các chị nhá. Chị nào mua cả set là 160.000, mua lẻ áo là 99.000, mua quá cả set 160, đầy đủ size số từ 40 cho đến 65 cân là các chị có size vừa. Đặt hàng comment áo kèm màu kèm số điện thoại hoặc set kèm màu kèm số điện thoại là em sẽ vào đơn. 58 cân chắc chắn là vừa chị nhá. 58 cơ mà mặc bao vừa cho em size XL chị gái ơi. Hàng có đầy đủ size cơ mà. Dù cái váy em không bán váy giấy rồi đâu. Váy rồi này em nói thật với các chị gái, đây là em lãi đây, em chỉ lãi từ cái áo tầm khoảng 20-30 nghìn thôi. Còn chân váy đây là bên em bán kèm để cho các chị gái mình đi mua nguyên một set này cho nó đẹp thôi. Chứ thực ra bên em bán lẻ cái chân váy này bên em không lãi 1 nghìn nào luôn. Em khẳng định với các chị gái là như thế. Đúng rồi, nhưng chị nào cứ đang comment đúng như thế này này. Áo kèm màu kèm số điện thoại hoặc set kèm màu kèm số điện thoại là em sẽ vào đơn các chị nhá. Bây giờ em Dung sẽ quay sang thử màu đỏ đô các chị ơi. Màu đỏ đô bao sang chảnh luôn đấy ạ. Đấy, 4 gam màu, chị em nào thích màu nào chọn màu đấy. Thích màu nhã nhặn chọn cho em gam màu be hoặc gam màu trắng này. Thích màu nổi bật một chút chọn ngay cho em gam màu đỏ. Chị em nào có da có thịt muốn mặc để che đi khuyết điểm chọn cho em gam màu đen. Màu nào cũng đẹp, màu nào cũng xinh. Chị nào một lúc nào em đọc không nghe rõ, một lát nữa xem lại like giúp em các chị nhá. Đấy, rồi ok. Áo kèm màu kèm số điện thoại, set kèm màu kèm số điện thoại là các chị đang được vào đơn rồi đấy ạ. Mua lẻ một áo là 99.000, mua hai áo hoặc các chị mua cả set bên em hỗ trợ tặng các chị một cái tắc cài ngọc trị giá 30.000 luôn các chị nhá. Nhanh chóng đặt hàng đi nào, tại vì bên nói chung số like ngày hôm nay like nhanh chóng thôi. Với giá ưu đãi như thế này, chị em nào chốt được cái thời cơ chốt nhanh thì được, mà chốt chậm không bao giờ có giá này luôn các chị nhá.
99.000 thôi đấy ạ. Rồi ok này, mua cả set 160.000 các chị nhá. Trong khoảng cái nặng từ 40 cho đến 65 cân là các chị có size vừa, size S, size M, size L và XL. Size số cụ thể như nào bên em còn gọi điện để tư vấn nên là các chị yên tâm. Ưng cái nào thì chốt ngắn gọn thôi để bên em có thể lên đơn hàng một cách nhanh chóng nhất các chị nhá. Đấy, 4 màu áo em có treo phía sau luôn đấy ạ. Rồi ok này, mua bên em nhận ship hàng toàn quốc, phí ship 30-35.000 tùy xa gần các chị nhá. Chị em nào ở nội thành Hà Nội thì là 25.000. Đấy, và các chị lưu ý này, bên em Bora House nhận hàng thanh toán, bên em không bao giờ kiểu như bảo các chị là chuyển khoản là bên em sẽ free ship, nên là các chị hãy chú ý nhá. Nhưng cái cuộc gọi điện nào báo các chị là chuyển khoản tiền hàng để được free ship, đấy chính là lừa đảo các chị nhá. Đúng rồi này, bây giờ em ủa rồi, màu này nó lóa quá nhỉ. Màu này nó hơi lóa ra, ra màn hình nó lóa này. Chị nhìn có lóa không? Rồi ok này, bây giờ em sẽ qua cho các chị cái tông màu đỏ đô. Tông màu đỏ đô này lên livestream nó hơi lóa chả nhỉ. Tông màu đỏ đô này nó lên livestream hơi bị lóa này. Em đang mặc đây là tông màu đỏ đô ở ngoài, màu cực kỳ là xinh luôn. Màu này là màu mận chín các chả nhỉ, rất là xinh luôn. Đấy, chị gái nào mình lấy tông màu này chốt nhanh cho em là một comment cho em là set kèm màu cộng cho em số điện thoại được chưa nào. Mua lẻ áo là 99.000, mua nguyên set là bao nhiêu tiền ạ? Mua nguyên set là 160.000 và mua nguyên set bên em tặng một tác cài, mua hai áo bên em tặng một tác cài chả nhỉ. Ấy chị gái nào mình đặt hàng cho em số điện thoại đi nào, chị gái trang gì ấy, trang sunshine hay trang smile cho em số điện thoại đi nào. Ấy chị gái nào mình đặt hàng cứ đầy đủ mã sản phẩm, đầy đủ màu và đầy đủ số điện thoại là bên em lên đơn. Dáng chân váy là dáng chân váy xòe các chị gái mình có thể nhìn thấy này, có hai túi ở hai bên rất là xinh luôn, có bốn tông màu trắng, tông màu đen, tông màu đỏ đô và cuối cùng là tông màu be. Đầy đủ 4 size. Chị gái Thu Thảo ơi, em đã đọc 10 chị gái được trúng mini game từ nãy rồi mà. Chị gái thì nữa có thể xem lại livestream nhá. 10 chị gái vừa nãy em đọc tên rồi mà. Ok, chị gái Ngọc Ánh Võ em chốt đơn hàng rồi này. Chị gái nào mình đặt mã sản phẩm này chốt nhanh cho em đi. Mua một áo là 99.000, mua nguyên set là 130.000 ạ, 160.000 các chị nhá. Đấy, nói chung là cả cái set này các chị ơi, cả cái set váy đẹp như thế này các chị mặc đi công sở bao đẹp luôn, giá 160.000 các chị nhá. Còn không cả bằng một cái áo thun luôn. Nên là chị em nào ưng cái thì phải chốt nhanh giá, em bao giá toàn thị trường luôn các chị nhá. Nên là ưng cái thì mình phải chốt ngay áo 99.000, cả set 160.000. Ấy ưng thì chốt cho em là áo kèm màu kèm số điện thoại, áo 99.000 các chị nhá. Đúng rồi, mua một áo là 99.000 chị gái nhá. Mua một áo là 99.000, mua hai áo là bên em tặng một tác cài được chưa? Đúng rồi. Mua nguyên set các chị ơi, đặc biệt giúp em nhá. Rồi game, bởi vì rất nhiều chị ở đây là rủ bạn bè vào mua chung nhá. Thì cho nên là chị gái nào mình mua một áo mình không được tặng tác cài. Còn mua hai áo ạ. Rồi game, mua hai áo ngày hôm nay em ưu đãi chị tặng hai tác cài, bởi vì làm sao ạ? Hai chị bạn bè với nhau mua chung với nhau một đơn thì chẳng nhẽ là tặng một cái còn người kia không được đúng không ạ? Cho nên là ngày hôm nay chị gái nào mình mua một cái em không tặng tác cài, nhưng mà mua hai cái em tặng hai tác cài cho hai cái áo luôn được chưa nào? Các chị rủ bạn bè người thân vào đây, tác bạn bè người thân vào đây, mua hai cái áo lụa em tặng hai cái tác cài cho các chị luôn, mỗi chị một cái để mặc được chưa nào? Ok. Chân quay ok ạ, rồi ok, chân váy ạ, rồi ok, chân quầy không ạ, chân quầy không bán 99.000 nhá chị nhá. Rồi ok, chị nào ngày hôm nay muốn mua comment nhanh cho em ạ. Lẻ áo 99.000, đúng rồi, mua hai cái áo, dạ ok, 65 cân thì mặc hơi kích một chút chị nhá. Mua hai cái áo được tặng hai cái tác cài, mua một cái áo thì không được tặng tác cài giúp em được chưa nào? Đúng rồi này, ok này, em đang vào đơn tất cả chị gái mình luôn. Chị gái Thanh Thanh Phương ơi, bổ sung cho em số điện thoại để em lên đơn hàng cho chị gái mình đi nào. Đặt hàng phải đầy đủ mã, màu và số điện thoại em mới lên đơn nha. Em cả mét 68 các chị gái nha, em cả mét 68 ạ. Đúng rồi, ok này, rồi ok, vừa nha chị nhá. Tất cả từ 40 đến dưới 65 cân là mọi người có size vừa cho em. Em chốt mini game rồi ạ. Rồi ok, đặt hàng comment nhanh cho em là mã sản phẩm kèm màu cộng số điện thoại giúp em là mình có đơn. Áo của em có tất cả là 4 màu, chân váy chỉ có một màu duy nhất là màu đen. Nhớ giúp em là cả set chỉ có 160.000. Chị nào mua cả set được tặng một tác cài. Chị gái nào mình mua hai áo được tặng hai tác cài, mua một áo không có tác cài cho em được chưa nào? Ok, đúng rồi, hai cái giá 200.000 và được tặng một tác
tắc cài. Và được tặng hai tắc cài, đúng rồi. Chị gái nào mình mua hai cái áo mình sẽ được tặng hai cái tắc cài. Mua một cái áo mình không có tắc cài cho em được chưa nào? Bởi vì sao em ưu đãi cho những chị nào tác bạn bè người thân vào đây để hai người cùng mua chung một đơn hàng và được mỗi người một cái tắc cài luôn được chưa nào? Đặt hàng comment cho em ạ, rồi quê muốn mua chân váy không ạ, rồi kệ. Chân váy không là 99.000 cho em, để lại cho em số điện thoại được chưa nào? Chị nào muốn mua cái này comment cho em là set kèm màu cộng số điện thoại, trang chuột bổ sung số điện thoại. Chị nào chưa có số điện thoại nhanh chóng bổ sung cho em số điện thoại. Áo lẻ 99.000, cả set 160.000, mua hai áo được tặng hai tắc cài, mua cả set được tặng một tắc cài, mua một áo không có tắc được chưa nào? Đủ size S, M, L, XL, từ 40 đến dưới 65 cân mọi người có size vừa cho em. Đúng rồi, cho nên chị gái nào mình lấy mã nào chốt nhanh cho em nhỉ? Mã sản phẩm kèm màu cộng số điện thoại là bên em lên đơn. Mua một áo là 99.000, một chân váy là 99.000 và mua nguyên set là 160.000. Áo có 4 màu: đỏ, đô, trắng, đen và cuối cùng là màu gì ạ? Đó là cuối cùng là màu be các chị nhỉ. Đầy đủ 4 size S, M, L, XL, từ 40 đến 65 kg mình vừa này. Chị gái 6 Vân, chị gái chia sẻ bao nhiêu lần ạ? Rồi, ok, chị gái trang chuột bổ sung cho em số điện thoại được chưa nào? Chị gái nào mình mua một áo thì mình không có tác đâu nhá. Mình mua hai cái áo thì mình được tặng hai cái tác cài cho em, bởi vì rất nhiều trường hợp là hai chị cùng nhau nhau một đơn mua thì cho nên là em sẽ tặng cho các chị đấy là hai cái tác cài, bởi vì mua được hai sản phẩm. Còn chị gái nào mà mình mua một áo thì mình không có tác cài cho em được chưa nào? Ok các chị ơi, đặt hàng comment nhanh cho em là gì ạ? Rồi ok, set kèm màu cộng số điện thoại hoặc là áo kèm màu cộng số điện thoại cực kỳ là xinh luôn cho em. Nguyên một set như này chỉ có giá 160.000 mà được tặng một cái tác cài cực kỳ là sang chảnh tranh sản như thế kia được chưa nào? Ok được chưa nào? Chị nào đặt hàng comment chốt nhanh cho em ạ. Ok nhá, rồi ok, mình có số điện thoại, mình có đơn hàng cho em, đúng rồi. Ok, bên em hôm nay chỉ có like mã này thôi. Chị nào muốn mua mình chốt nhanh cho em. Áo kèm màu cộng số điện thoại hoặc là set kèm màu cộng số điện thoại với chị kéo màu be kia. Xong thử màu đen. Đúng rồi, ok này, rồi ok, chị nào đặt hàng comment chốt nhanh cho em nhá. Đấy, bây giờ em đã thử cho các chị cái mã sản phẩm màu đen nhá. Được chưa nào? Đấy, các chị nhìn cận cảnh cho em chất lụa này. Chất lụa này. Đấy, các chị nhìn cho em áo lụa của em là phần cổ đổ như này. Cổ đổ đan chéo như thế này. Đấy, các chị nhìn cho em cực kỳ là dày dặn và chất liệu cực kỳ là sướng luôn. Lụa thái bao đẹp luôn ở phần cổ này. Các chị nhìn cho em may thành đây. Nó gập vào như này. Đấy, bên này cũng thành hai lớp như này thì thành như là 4 lớp rồi. Cái phần cổ này của em các chị gái mình mặc không bao giờ mình lo là mình lộ hay mình hở hay cái gì nhá các chị nhá. Rồi ok, áo lụa của em nhìn như thế này cơ mà. Mà chỉ có bao nhiêu tiền? Chỉ có 99.000 một con áo lụa này, không mua rất là tiếc luôn này. Các chị ơi, chị gái nào mà mình mua hai cái áo lụa mình được tặng hai cái tác cài này, đứng vào cực kỳ là sang chảnh luôn. Được chưa nào? Ok này, đúng rồi. Mua hai cái áo lụa rủ bạn bè người thân vào đây để được chung một đơn và được tặng hai cái tác cài. Các chị nhìn cho em áo của bên em này. Nhìn này là biết siêu phẩm nhá, nhìn này là biết siêu phẩm rồi. Các chị nhìn cho em, chất lụa này cổ đổ cực kỳ là xinh luôn, khi mà mình sơ vin vào hoặc là khi mà mình không, mình mặc suông như này, phần gấu nó bằng bằng như này rất là đẹp luôn này các chị nhìn cho em nhá. 99.000 cho một chiếc áo lụa, mua cả set chỉ có bao nhiêu? 160.000 tặng kèm tác cài, mua hai cái áo được tặng hai cái tác cài cho em được chưa nào? Chị gái nào mình đặt hàng mình chốt nhanh cho em, nhớ là bên em gọi điện nhớ chú ý lưu ý cho bên em để bên em ghi tác cài vào cho các chị nhá. Đúng rồi, mua một cái set trắng kia được tặng một tác cài chị gái nhá. Nhớ giúp em này, chỉ có 99.000 một chiếc áo và 160.000 cho cả set. Mua hai cái áo là 200.000 và được tặng hai cái tác cài. Đấy, chị nào mình muốn mua mình chốt nhanh cho em. Quá là xuất sắc luôn, chất lụa này. Chất lụa này mềm mịn, có nghĩa là nó mướt mượt mượt luôn. Nó rất là mướt luôn, mà cái áo như này có 99.000 bình thường các chị mua ở đâu được. Bởi vì bên em là tổng kho buôn. Tổng kho buôn có 2 vạn chiếc sơ mi cho nên bán siêu rẻ luôn cho nhanh hết. Bán siêu rẻ cho nhanh hết nhá chị nhá. Ok này, xong Quỳnh Như có đơn rồi ạ. Chị gái nào mình có số điện thoại, mình có đơn, mình chỉ cần comment một lần duy nhất thôi là mình có đơn rồi. Đấy, các chị nhìn cho em nhá. Đấy, đây là màu đen của em này. Đây là màu đen cực kỳ là sang chảnh luôn. Đúng rồi, em đang mặc đây là màu đen chị gái nhá. Chị gái nào mà người hơi đậm đậm một chút xíu, mình có thể là lấy nguyên một cây đen này mà cũng rất là sang chảnh và lịch sự luôn này. Đấy, chị gái nào mình đặt hàng chốt nhanh cho em nhá. Mua áo thì comment cho em là áo kèm màu cộng số điện thoại. Mua nguyên set comment là set kèm màu cộng cho em số điện thoại. Mua nguyên set và mua hai áo là bên em tặng hai tác cài chả nhá, rất là xinh luôn này. Áo có 4 màu. Áo có màu trắng, màu be, màu đen và màu đỏ đô luôn. Màu nào cũng xinh luôn các chị gái nhớ giúp em này. Em bán cả set chỉ có 160.000 tặng kèm tác cài thôi. Còn bán một áo là 99.000. Mua hai áo được tặng hai tác cài. Chị gái nào mình đặt hàng mình có số điện thoại, mình có đơn hàng cho em. Được chưa nào? Bên em đã thử đủ hết tất cả các màu rồi. Bên em chuẩn bị kết thúc buổi live ngày hôm nay. Còn tình yêu nào mà đặt hàng mình chốt nhanh, chốt gọn và chốt lẹ cho em. Mã sản phẩm cộng màu cộng số điện thoại giúp em là mình có đơn. Được chưa nào?
Đúng rồi, mã sản phẩm kèm màu cộng số điện thoại là mình có đơn các chị nhá. Mua một áo là 99.000, mua một chân váy là bao nhiêu tiền ạ? Mua một chân váy là 99.000, mua nguyên set là bao nhiêu tiền ạ? 160.000 các chị nhá. Đặt hàng chị để lại. Mua nguyên một set lại còn được tặng một cái tag cài luôn được chứ nào? Đúng rồi, ok chị gái Nguyễn Minh nhá. Rồi ok. Áo của em có 4 màu, chị nào thích lấy áo thì dơ sang không bị loá. Đấy, được rồi. Của em có 4 màu áo các chị nhá. Áo lụa cực kỳ xinh luôn. Em dơ cận cảnh cho chị xem chất liệu và kiểu dáng gần. Khi mà mình buông ra nó sẽ đẹp như này luôn. Chị nào lấy cái áo này comment cho em là áo kèm màu cộng số điện thoại, mua 2 áo được tặng 2 tác cài. 57 cân vừa các chị gái ơi. Từ 40 đến dưới 65 cân các chị có size vừa. Áo của em có đủ size, không phải là một size. Chị nào lấy thì comment chốt nhanh cho em là mã sản phẩm kèm màu cộng số điện thoại. Đừng hỏi chiều cao cân nặng ở trên này. Cứ để lại mã sản phẩm cộng số điện thoại để bên gọi tư vấn các chị nhá. Đúng rồi, chứ là còn chị cái nào mình đặt hàng chốt nhanh cho em đi. Mua 2 áo tặng 2 tác cài, mua 1 áo không tặng tác cài, mua nguyên set tặng 1 tác cài chả nhỉ. Đặt hàng chốt nhanh cho em đi. Là mã kèm màu cộng cho em số điện thoại là bên em lên đơn. Có vài chục nghìn thôi các chị ơi, một nguyên một set đẹp như này có 160.000 thì thử hỏi xem là lãi lở ở đâu ra. Bên em bán cho chị gái với cái giá cực kỳ là ưu đãi rồi. Cho nên chị gái nào mình biết giá trị sản phẩm này thì đặt hàng, còn không biết thì thôi các chị gái nhá. Đúng rồi, 45kg là mặc vừa cho em size. Các chị gái mình cứ đi tham khảo giá thị trường đi, tham khảo đi, nơi nào bán rẻ hơn thì mua ở đó được chứ nào. Đấy, bên em nói chung là cũng không có kỳ kèo gì mấy. Chị gái nào mình biết đến sản phẩm này rồi thì đặt hàng, còn nếu mà chưa biết, chưa mua bao giờ thì bây giờ có thể là mua để trải nghiệm, hoặc nếu mà còn lăn tăn thì cứ đi tham khảo giá đi, xem ở đâu bán 99.000 một cái con áo sơ mi này không. Bên em đang cảm thấy là bên em bán quá là rẻ luôn đấy các chị ạ. Đấy, đúng rồi, ok chị chốt hàng cho em chưa? Chị gái Nguyễn Mai ơi, có mã, có màu và có số điện thoại là em vào đơn rồi nhá. Ok chị gái Kha Chi Hoàng Vi nhá. Đúng rồi, đúng rồi, còn chị gái nào mình đặt hàng chốt đúng nhanh rồi đi. Còn đúng rồi các chị nhá, nhớ giúp em này, chị gái nào mà mình lấy được 2 cái áo là em tặng 2 cái tắc cài đấy, yên tâm. Bởi vì rất nhiều chị là hai bạn bè với nhau rủ nhau mua chung, thế là được mua có tác cài, được mua được có tác, được không có tác cho nên em tặng 2 tác cài. Chị gái nào mình lấy 2 cái áo được chưa nào, lấy một set em tặng tác cài cực kỳ là sang chảnh và tranh xả luôn được chưa nào. Đúng rồi, cho là còn chị gái nào mình đặt hàng chốt nhanh cho em đi. Mã sản phẩm kèm màu cộng cho em số điện thoại. Một áo sơ mi là bao nhiêu tiền ạ? Một áo sơ mi này là 99.000. Nguyên set là 160.000. Sơ mi dáng chân váy nha các chị ơi, dáng xòe phòng tự nhiên rất là đẹp luôn. Mà quan trọng là nó có túi nhá. Rất là nhiều chị gái mình hỏi là này túi sâu chưa các chị ấy, mình nhìn này, em đút vừa cả một bàn tay em luôn này. Cho em đút được cả. Đúng rồi, ok thì chị gái Nguyễn Mai rồi. Ok, còn chị nào đặt hàng chốt nhanh cho em nhá. Mã sản phẩm cộng màu cộng số điện thoại cho em là mình có. Đó, đơn rồi thế nào. Đút vừa xin điện thoại này. Đúng iPhone rồi. 6 luôn, 6 Plus luôn các chị ơi, đút vừa. 7 đấy nhá. Đấy, iPhone 7 này đút vừa luôn này các chị ơi, nhìn này. Đấy. Đấy các chị nhớ giúp em này. Đấy, chị nào đặt hàng comment chốt nhanh cho em nhá. Rồi cái điện thoại rất là to mà tên cái này to nhất thị trường rồi mà vẫn vừa đấy chị ạ. Rồi ok, còn chị nào đặt hàng chốt nhanh cho em ạ. Bên em chuẩn bị kết thúc buổi live ngày hôm nay. Chị nào đặt hàng chốt nhanh cho em nhá. Rồi cái áo lẻ chỉ có 99.000 thôi. Mua cả set chỉ có 160.000 tặng kèm tác cài, mua 2 cái áo được tặng 2 cái tác cài luôn cho em. Áo toàn bộ chất là chất liệu lụa. Chất liệu lụa Thái cực kỳ là xinh cho em. Chị nào đặt hàng chốt nhanh cho em nhá. Ok, lấy thêm cái đen nữa bổ sung cho em số điện thoại ạ. Rồi ok, đúng rồi, set của em này các chị nhìn cho em, chị nào hơi béo một chút có da có thịt mặc mình lấy màu đen cho em. Đẹp lắm. Đúng rồi. Mặc nguyên cái set này là mình cảm giác như là cái set. Phải là mặc áo đen này, chân váy trắng cũng được. Chị gái nào mình có chân váy đỏ ấy. Cái chân váy đỏ đô hoặc là chân váy bò hoặc là chân váy da. Đấy. Nói chung là tùy các chị. Nhưng mà các chị cứ mặc, kể cả mặc với quần jean xinh. Áo này mặc với quần jean cũng khỏe các chị nhá. Rồi ok, còn bên em chuẩn bị kết thúc buổi live ngày hôm nay. Còn chị gái nào đặt hàng mình chốt nhanh cho em nhá. Em chào tất cả các chị yêu luôn này. Đúng rồi, chị gái nào mình đặt hàng chốt nhanh cho em nhá. Đúng rồi, áo của em có 4 màu. Bây giờ các chị có thể nhìn cận cảnh cho em ạ. 4 màu áo và nguyên một set ạ. Rồi ok, chị nào mình muốn mua comment chốt nhanh cho em nhá. Đúng rồi, đặt hàng comment nhanh cho em nhá. Mã sản phẩm kèm màu cộng cho em số điện thoại. Áo 99.000, chân váy 99.000, cả set là 160.000 nhá. Rồi ok, em chào các chị nhá. Rồi ok, còn chị nào lấy, ok chị gái Hoàng Thị Dự có thấy này. Ok, bên em không đọc được hết comment cho nên các chị cứ yên tâm là bên em đang lên đơn, quét đơn trên máy tính. Tất cả những chị nào mình có số điện thoại, các chị nhìn thấy comment của các chị thì máy tính của bên em cũng nhìn thấy các chị, cũng quét được rồi cho nên các chị yên tâm. Còn ở trên còn trên livestream này đôi khi là bên em không nhìn thấy ấy, bởi vì mẫu livestream thứ nhất là
bận like, thứ hai là nó trôi qua, lắm lúc cứ đọc chị này mà không đọc chị kia thì các chị kia lại tưởng không được. Cho nên là tất cả những chị nào mà các chị cứ nhìn thấy comment của mình thì là máy tính của em quét hết rồi. Cho nên các chị yên tâm nhá. Rồi ok, bên em gọi điện thoại tư vấn cho các chị luôn. Ok, chào tất cả các chị yêu luôn nhá. Rồi ok, các chị chú ý nghe điện thoại. Áo lụa của bên em rẻ nhất Việt Nam luôn ạ. Rồi ok, áo lụa chỉ có 99.000, cả set chỉ có bao nhiêu ạ? Cả set chỉ có 160.000, được tặng luôn cái tag cài luôn ạ.